Alo, xin chào quý đạo hữu đã quay trở lại với DaVinci Dev Channel, khóa học lập trình Go căn bản. Ở video trước, mình đã giới thiệu cho quý đạo hữu về cái Go Routine và Why Group. Thì tiếp tục cái demo hôm trước là làm một cái gọi là cái site checker để kiểm tra xem là cái trang web nó có hoạt động hay không. Thì đối với cái việc mà mình sử dụng GoRoutine và YGroup, nó chỉ hỗ trợ, nó chỉ làm hiện tại cái demo mình chỉ mới có làm được là nó kiểm tra cái trang web đó một lần mà thôi. Nhưng mà cái mong muốn của mình là nó sẽ kiểm tra cái trang web liên tục, đúng không? Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp tục cho các bạn một cái phần nữa cũng rất là quan trọng ở trong Go, đó chính là channel. Thì channel nó là một cái công cụ để mà mình có thể giao tiếp giữa các routine với nhau. Thì mình sẽ demo cho các bạn, các đạo hữu như thế nào để mà khai báo một cái channel và cách sử dụng nó ngay trong cái code luôn, ngay trong cái demo hôm nay luôn. Và bây giờ mình xin phép mình xóa cái group này đi ha. Giờ mình sẽ không dùng qua trước nữa. Rồi. Và bây giờ mình sẽ khai báo một cái channel. Thì cái channel mình đặt tên là C. Thì mình dùng cái lệnh make chain. Và phía sau chữ chain này nó chính là một cái kiểu dữ liệu của channel đó, kiểu dữ liệu mà mình được phép put vô trong cái channel và mình lấy được từ channel đó. Tại vì Golang nó rất là khắt khe về kiểu dữ liệu nên là mọi thứ nó bắt buộc là phải đúng kiểu dữ liệu. Bạn khai báo một cái channel kiểu gì thì cái dữ liệu đưa vào và lấy ra nó phải đúng cái kiểu dữ liệu nó thì nó mới chịu. Bây giờ mình khai báo một cái channel rồi thì mình làm gì với nó đây? Bây giờ thay vì cái lúc mà mình kiểm tra cái size đó mình in ra thôi, đúng không? Thì bây giờ mình muốn là ok, khi mà kiểm tra cái size đó trong cái routine đó thì mình đẩy cái thông tin, cái dòng in đó, dòng test đó mình đưa ra bên ngoài và mình in cái dòng dòng test ở bên ngoài thử xem nó như thế nào, thử cái cách hoạt động của cái routine nó như thế nào, đúng không? Thì bây giờ cái cách mà đẩy cái data vào ở trong channel nó là đó. Giờ ví dụ mình copy này đi, đưa xuống em nó chịu không nha. Nó không biết C là gì hết thì trong cái này nó chưa có. Rồi mình phải khai báo cái channel ở đây, có nghĩa là khi mà nó chạy tới đây nè, đây nó in ra đây, đúng không? Nhà tôi không muốn nó in đây nữa mà tôi muốn nó boot cái dòng này vào ở bên trong cái channel, nó đẩy cái string này vào trong cái channel và chính anh channel ảnh sẽ đẩy và mình sẽ lấy data từ cái channel đó ra để mà mình in ra cái dòng test này ở phía bên ngoài. Tương tự mình sẽ làm với cái trường hợp ok. Rồi ok, đây mình sẽ như vậy. Rồi bây giờ mình đã đưa data vào được trong cái channel rồi, thì tiếp theo mình làm thế nào để mình lấy ra thì cú pháp nó cũng tương tự như boot vào thôi. Đây mình sẽ thử một cái thì nó sẽ là một cái dấu mũi tên về phía bên trái và phía bên phải nó sẽ là cái channel của mình đó. Này rầm hay gì mấy ông, con chó nó đứng đối diện với nghĩa địa nó sủa miết luôn. Trời, nãy giờ tôi kêu, tôi ra tôi kêu nó im cho tôi quay á mà nó không chịu im, nó cứ nhìn qua cái động mã nó chủ hoài luôn. Mấy ông biết mấy ông có mê tín không chứ?
Tôi ngồi đây là tôi nghe thấy mệt mệt rồi đó. Rồi, thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Cứ kệ kệ nó đi nha. Giờ mình sẽ chạy thử cái demo này, coi là nó sẽ in ra gì nha. Ô, Rin, nói là tôi nghe rung rồi đó. Rồi, nó in ra được chỉ có một dòng duy nhất. Tại vì á, trong trường hợp này á, khi mà nó boot được data vào trong cái channel này, cái routine đầu tiên nó chạy thành công, nó boot được data vào trong cái channel này, thì mình sẽ lấy cái data nó ra, rồi mình in ra, thì coi như là kết thúc luôn cái ứng dụng của mình, kết thúc luôn chương trình của mình luôn. Thì những cái routine sau nó cũng bị gọi là chết theo, thì tất nhiên nó sẽ không có in ra được. Thì để cho mà nó in ra được hết toàn bộ những cái kia thì mình sẽ làm cái dòng for thôi. Mà cái dòng for này thì nó giống cái kiểu căn bản của những cái ngôn ngữ khác là cũng for y nữa. Nó không có giống như những cái dòng for trước mình viết là nó range trên cái ấy đúng không? Giờ mình nó list size. Rồi và mình in ra. Con chó nó bị khùng luôn á, mấy ông thiệt. Không biết làm sao cho nó im luôn, nó nhìn quá đồng mã nó sủa quá luôn. Rồi, bây giờ mình kho qua cái mảng này mà mình in ra kết quả thì để coi này, nó làm tôi rung quá, tôi rối luôn mấy ông. Rồi mình chạy lại nha, 2 3 4. Rồi nó in ra được 4 dòng, 4 cái trang web của mình rồi là ok rồi đúng không? Thì nó hoạt động vậy thì nó cũng giống y như là cái group của mình. Vậy thì cái việc mà cái dấu mũi tên và cái channel này nè, cái việc mà lấy data ra khỏi cái channel đó thì nó là một cái câu lệnh gọi là block blocking, nó giống như là while loop chấm while vậy đó, nghĩa là block ở đó nó chờ khi nào mà có data vào thì nó mới chạy tiếp đó. Thì ở đây tới đây thì cái tính năng của mình nó y chang cái việc mà mình sử dụng cái while loop kia thôi, nhưng mà mong muốn của mình là ok, mình sẽ cho nó chạy liên tục liên tục liên tục, nó chạy hoài luôn, nó chạy không nghỉ luôn đó. Thì làm thế nào để cho nó chạy không nghỉ thì cách làm của tôi như sau. Bây giờ thay vì tôi đưa ra một cái đoạn test để cho nó in đúng không, thì tôi cứ để in ở đây đi đó, tôi cứ in lock trong cái hàm này đi, nhưng mà tôi đưa đưa cái link và trong cái channel đó, và thay vì đây tôi chỉ chạy 4 lần thôi, đúng chưa, thì tôi sẽ cho một cái dòng loop gọi là loop mà vĩnh vĩnh cửu luôn. Nó cái lệnh mà for mở ngoặc đóng ngoặc này nè, nghĩa là nó là loop vĩnh viễn, cái hàm này nó chạy hoài luôn đó. Rồi khi mà như vậy á, thì tôi nhận được một cái link vào trên, tôi đẩy một cái link vào trong channel thì tôi sẽ nhận ra được cái link đúng không? Thì tôi lại tiếp tục sử dụng Go Routine và tôi lấy cái link đó ra để tôi đi check tiếp và kèm với một cái channel đó đó. Tới lúc này mọi người hiểu là đang làm gì đúng không? Nghĩa là hôm nay tôi sẽ chạy hoài luôn, cứ mỗi lần mà tôi có một cái data gửi vào trong cái channel của tôi lấy ra, tôi đi kiểm tra tiếp cái website đó, cái website nào thành công nó gửi thông tin ra cho tôi lại đi làm cái go routine, tôi chạy tiếp để kiểm tra nó tiếp. Rồi thấy có vẻ rất là hay. Vậy thì bây giờ mình chạy ha. Này 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 này, nó chạy liên tục luôn nè, liên tục tì luôn nè. Nó thằng Google kiểm tra rất là nhanh đúng không?
Google, xong rồi tới Golang, xong rồi lại tới Stack Overflow, Google, rồi tới Facebook, là đủ 4 trang đúng không? Nghĩa là nó kiểm tra không thiếu trang nào hết và nó chạy hoài luôn, chạy hoài luôn và nó chạy gần như là liên tục luôn. Đó, vậy thì có vẻ là nó đúng đắn rồi đúng không? Nhưng mà cái việc mà kiểm tra liên tục như vậy á, thì mình thấy cũng cũng không cần thiết lắm đúng không? Mình không cần phải kiểm tra cái trang web liên tục như vậy, nó giống như là này, nó giống như là đi 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 phá server người ta, phá trang web người ta hay gì đó, chứ không phải là kiểm tra. Thì mình mong muốn là ok, cái hàm này á nó sẽ chạy 5 giây thôi, ví dụ nó chạy xong rồi 5 giây sau nó mới chạy tiếp chẳng hạn đó, thì mình sẽ cho nó delay lại, cho nó delay lại nha. Thì làm thế nào để mà cho nó delay lại? Thì mình có thể là ok, khi mà vào cái hàm check này thì mình có thể cho nó sleep sleep 5 giây đó, thì nó thì khi mà nó chạy vào cái hàm check sai này, nó nghỉ 5 giây xong rồi nó mới chạy đúng không? Nhưng mà nó cũng không đúng logic lắm. Logic của mình là, mong muốn của mình là cái gì? Lần đầu tiên nó phải chạy liền, sau đó thì nó mới nghỉ 5 giây và nó chạy tiếp, đúng chưa? Nếu mà mình để vậy nè thì mình chạy thử đi, chạy thử đi, mình sẽ thấy là cái lần đầu tiên á mà nó chạy á, nó cũng sẽ chờ 5 giây nó mới chạy đó. Đây nó chờ 5 giây nè, đang chờ 5 giây nè, chờ hết 5 giây nè, bắt đầu nó chạy nè, đó đó, thấy chưa? Nó chạy hết mà lần đầu tiên, xong tiếp tục nó lại chờ 5 giây nè, đó nó chạy đó, thấy chưa? Thì cái lần đầu tiên mình không muốn nó phải chờ 5 giây như vậy, mình muốn lần đầu tiên nó phải được chạy liền. Lần đầu tiên nó phải được chạy liền, có nghĩa là ở khúc này nè, nó chạy giác sai lúc này nè là nó chạy liền. Còn ở đây thì nó phải chờ, thì mọi người để ý nha, nghĩa là ở trong cái khúc này, trong cái hàm main này, nó đang chạy ở cái main routine, thì mình không thể nào mình bắt nó chờ ở đây được. Mình không thể nào mình bắt cái, mình gõ cái hàm chờ ở đây được. Cứ mỗi lần vô hàm for nó sẽ chờ 5 giây. Thì cái việc chờ này với lại cái mong muốn chờ của mình nó khác nhau nha. Nghĩa là cái việc chờ này nó bắt cho cả cái ứng dụng của mình nó đứng lại nó chờ, chứ không phải là cái go routine đó nó chờ 5 giây rồi rồi nó mới chạy. Hai cái việc đó hoàn toàn khác nhau. Nghĩa là cái main routine nó đứng chờ, so với cái việc mà cái routine con nó chờ, nó sẽ khác nhau hoàn toàn luôn. Các bạn có thể hiểu không? Đó. Thì mong muốn của mình nó không phải là mình muốn sleep nguyên cái ứng dụng lớn của mình, mà chỉ là ok, chỉ cần anh này anh chờ thôi là được rồi. Đó, chỉ cần anh này anh chờ thôi là được rồi. Đó, vậy thì á cái hiện tại cái code này thì nhìn 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 cái này thì nó khó chịu quá ha. Mà vậy thì mình sẽ cái bấm cái link đi, nó sẽ rồi. Ở đây mình khai báo một cái link chính là bằng cái thông tin mình lấy được từ channel, và mình check cái link đó ok chưa. Và mình muốn là cái hàm check sai ở phía sau này nè, nó phải chờ 5 giây,
ở trong cái routine luôn, và mình không phải là mình chờ ở đây, không phải chờ trong hàng này, mình bỏ cái hàng này đi. Thì ở trong Go nó có một cái kiểu cú pháp mà mình sẽ giới thiệu cho quý đạo hữu ngay liền, ngay lúc này luôn, ngay bây giờ luôn, là khai báo một cái nó giống như là một cái anonymous function vậy đó. Đó, nó giống y như là cái anonymous function vậy đó. Nghĩa là sao? Và mình sẽ cho nó chờ ở đây nè. Nhỏ hơn chó nó chủ hoài luôn, tôi nghe nó nhức đầu luôn. Rồi, anonymous function, một cái anonymous function đó. Thì khi mà cái routine này nó chạy, nó sẽ chờ 5 giây, rồi sau đó nó mới đi check sign, kiểm tra cái sign này có chạy hay không. Rồi bây giờ mình sẽ chạy thử ha. Mình chấm go. Đó, lần đầu tiên nó chạy ok, lần thứ hai nó cũng chạy ok, lần thứ ba đấy nó lại tiếp tục, nó chờ 5 giây nè. Đó, lần thứ tư nó lại chờ, nó lại chờ, đúng chưa, nó chờ 5 giây, lại chờ 5 giây. Đó thì cảm giác như là cái function mình nó chạy cũng đúng đúng rồi đó, đúng chưa. Nó cũng đúng đúng rồi đó. Đó, vậy thì ở cái phân này, cái chỗ Go này và cái phân này, nó cái tên ở trong Go nó là Littoral hay cái gì đó tôi không nhớ, nhưng không rành tiếng Anh lắm đâu. Đó, nhưng mà cái kiểu như là nó sẽ khai báo một cái hàm thực thi luôn mà không cần cái tên, giống như là một cái anonymous function ở trong JavaScript vậy đó. Thì cái hàm này á, ở khúc này nè, các bạn sẽ khai báo từ từ đây xuống đây nè. Các bạn khai báo á, giống y như là khai báo một cái hàm bình thường, chỉ không có một cái tên hàm thôi. Đó, khai báo bình thường, và hai cái dấu đóng mặt ở ngoặc tròn ở đây á là để báo cho thằng Go nó biết là ok, tôi muốn thực thi cái hàm luôn, tôi muốn chạy cái hàm này luôn. Từ đây xuống đây đó, chỉ là khai báo thôi. Đó, còn từ đây đến đây á thì nó là thực thi cái hàm này. Đó, giống như là cái này, cái giống như là các bạn khai báo cái hàm check sai đúng không, rồi sau đó là các bạn gọi là check sai hoặc đóng ngoặc, thì cái hàm anonymous thì cũng vậy, cái chuyện dấu mở ngoặc đóng ngoặc đây nè và cái dấu này nè nó lại như nhau. Và thậm chí là các bạn hoàn toàn có thể truyền param vào trong cái hàm này luôn. Giống như trường hợp này đi, thật ra là nó có một cái bất tiềm ẩn đó, là cái link này nè có khả năng là nó sẽ bị thay đổi, khả năng nó sẽ bị thay đổi, nên cái hàm check sai này á nó có khả năng nó cũng cũng sẽ bị sai. Nghĩa là ví dụ như trong trường hợp này đi, lần đầu tiên tôi nhận được là tôi nhận được về cái URL là Google, thì nó chạy vào đây, chạy vào function này, nó ngủ 5 giây. Cái giá trị link này nè, và cái giá trị link này là một đúng không, nó cùng một vùng nhớ nè. Thì đây
tôi ngủ 5 giây. Thì trong vòng 5, trong 5 giây đó thì có một cái thằng routine khác nó chạy về thành công. Ví dụ như tôi nói là ví dụ như anh Facebook đi, anh thành công. Anh quay về đây, anh làm thay đổi cái giá trị liên này, làm cho thằng này nó sai. Nghĩa là lúc này check sai, nó cứ check là nó sẽ check là Facebook chứ nó không còn check Google nữa. Ví dụ vậy, thì để tránh cái việc đó mình có thể đó, mình có thể hoàn toàn mình có thể truyền một cái ba RAM vào trong cái function này luôn. Vào đây. Và trong cái ba RAM này mình sẽ truyền cái link vào. Và ở đây mình sẽ là L. Đó. Vậy thì trong trường hợp này cho dù cái link này nó có thay đổi như thế nào đi nữa thì nó cũng không ảnh hưởng tới cái giá trị L ở bên trong, do Golang nó sử dụng cái cơ chế gọi là pass by value, đúng chưa? Thật ra thì cái code này nó cũng không có sai đâu, nhưng mà đó tôi đang ví dụ cho mọi người, ví dụ như nó có khả năng nó bị sai đi chẳng hạn vậy. Thì cách mà mình truyền một cái ba RAM và một cái literal function nó như thế nào đó, thì hoàn toàn mình có thể đây đây là khai báo nè, khúc này từ đây tới đây nó là khai báo hàm nè, đúng không? Khai báo hàm có một cái ba RAM truyền vào string, và ở đây là mình gọi thực thi, mình thực thi cái hàm này với cái ba RAM truyền vào là chính là link. Rồi mình chạy lại cái hàm của mình xem nó đúng hay không. Đó, ok. 5 giây. Đúng luôn. Rồi tiếp tục 5 giây. Đúng luôn. Đấy. Đó, vậy là mình đã hoàn thành được cái side checker của mình. Cái dự án cái demo side checker của mình là cứ mỗi 5 giây nó sẽ gọi, nó check kiểm tra trạng thái của trang web đó, báo cho mình biết. Đó. Và qua cái demo này mình cũng đã giới thiệu cho các bạn đạo hữu biết cách sử dụng GoRoutine, WireGroup, Channel và Literal Function, nghĩa là một cái Anonymous Function ở trong Golang như thế nào. Thì tới đây thì nó cũng đã kết thúc luôn cái khóa học Golang căn bản của mình giới thiệu cho các bạn. Nó đã có như là mình đã đi qua hết tất cả những gì mà mình cần phải biết về cái lập trình Golang căn bản này rồi. Thì sau khóa học này các bạn có thắc mắc gì thì cứ comment ở phía bên dưới thì mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Mà sau cái khóa học căn bản này rồi thì mình sẽ tiếp tục mình thiết kế những cái khóa mà hướng dẫn cho các bạn về những cái thứ hay ho hơn nữa ở trong Go, nghĩa những cái thứ mang tính ứng dụng nhiều hơn. Ở đây nó chỉ đơn giản là demo học thuật để mà gọi là làm quen với Golang thôi, nó chưa có cái gì để cho mình thấy được là cái những cái ứng dụng thật sự, những cái thứ mà Golang nó có thể mang vào trong thực tế là gì. Đó thì sau khóa kết thúc khóa học này xong, bạn sẽ tiếp tục cùng với mình tìm hiểu về một vài thứ hay ho hơn của Golang và mang tính ứng dụng nhiều hơn. Rồi đừng quên like, share và subscribe cho The Fancy Dev Channel của mình. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở những cái khóa học sau.